chào bạn, tôi là Trịnh Thế Anh đây, là một chuyên gia đào tạo về marketing và bán hàng và phát triển bản thân đây. Hôm nay tôi lại chia sẻ với bạn một cái bí quyết trong vận đơn để giúp cho hệ thống của bạn ngày càng trơn tru hơn và bạn sẽ tối đa hóa vấn đề khách hàng hồi đơn lại cho bạn. Đấy, chúng ta cần phải làm cái điều đó, bởi vì kinh doanh là chúng ta phải tiết kiệm tối ưu từng con số, từng khâu một để bạn có thể một cái lợi nhuận nhất ở đây. Vậy thì trong trường hợp bạn hãy tưởng tượng xem, nếu bạn có 100 đơn hàng không vấn đề gì, nhưng nếu bạn có 1.000 đơn hàng thì tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc này đều sẽ có đơn hàng của bạn được đi mỗi ngày. Vậy thì bạn cần phải làm một thứ cho tôi, đó chính là phải có mối quan hệ với các nhân viên, cán bộ nhân viên giao nhận trên khắp 63 tỉnh thành. Vậy làm thế nào để có mối quan hệ với nhân viên giao nhận trên khắp 63 tỉnh thành ở đây? Có một bí quyết rất đơn giản mà chúng tôi đang áp dụng. Đó là ngay khi mà có một đơn hàng nào đó được gửi đi, có vấn đề trục trặc về địa chỉ, về số điện thoại. Tất nhiên số điện thoại chúng tôi đã tối ưu ngay từ đầu rồi. Nhưng về địa chỉ chẳng hạn, hoặc khách hàng không nhận đơn chẳng hạn, thì bạn sẽ làm thế nào? Nếu như có một nhân viên giao nhận nào đó, họ gọi lại cho bạn, họ inbox lại cho bạn, họ phản hồi cho bạn rằng khách hàng không nhận, thì ngay lập tức bạn phải nói chuyện với họ và họ phải nói rằng sản phẩm của shop trong giai đoạn này được gửi đến địa phương rất nhiều, và bạn phải xây dựng mối quan hệ với họ để tạo sự thân thiện với họ, và hãy xin contact của họ, kết nối Zalo với họ để ngay lập tức họ gửi các đơn hàng qua hình ảnh cho bạn xem, và bạn hãy trò chuyện với họ, và cũng có thể bạn sẽ gửi một món quà đến tặng cho họ để kết nối, để tạo mối quan hệ với nhân viên giao nhận. Như thế thì họ sẽ tận tình, họ cảm giác là họ được tôn trọng. Cái điều lớn nhất của con người chúng ta là cần người khác tôn trọng, thì ngay ở đây chúng ta muốn đơn hàng của chúng ta đi nhanh hơn, họ có trách nhiệm hơn, thì bạn hãy đối xử tốt với họ bằng các câu nói, hỏi thăm họ mỗi ngày hay như thế nào đó là tùy ở bạn. Nhưng ở đây tôi chỉ nói cách mà chúng tôi đã làm. Chúng tôi trò chuyện với họ, chúng tôi tôn trọng họ và chúng tôi rất nhiệt tình với họ. Đôi khi chúng tôi còn tặng sản phẩm của chúng tôi cho họ để dùng trải nghiệm, và họ chính là cái người bảo vệ chúng tôi khi một khách hàng nào đó nhận được hàng mà họ bóc sản phẩm ra xem, họ có thể nói xấu chúng tôi hay như thế nào đó, thì ngay nhân viên giao nhận đó chính là một cái người đang tiếp xúc với khách hàng trực tiếp, và họ sẽ nói tốt về chúng tôi. Đấy là một bí quyết cực kỳ quan trọng giúp bạn lôi kéo được những người đồng tình quan điểm với họ, với bạn, và ủng hộ sản phẩm của bạn, nói tốt về sản phẩm của bạn. Và như vậy thì bạn đã chiến thắng trong vấn đề giao nhận đơn rồi. Đây là một bí quyết cực kỳ quan trọng. Nếu như bạn áp dụng nó vào, nó sẽ tạo ra một sự đột phá trong vấn đề giao nhận. Tối thiểu vấn đề là gì? Khách hàng hồi đơn lại cho bạn. Bạn có thấy hay không? Nếu hay, hãy áp dụng nó vào trong kinh doanh của bạn. Nó sẽ giúp cho bạn hoàn thiện hơn, tốt hơn, tối ưu hóa hơn, và bạn sẽ thành công hơn nữa nếu bạn áp dụng phương pháp của tôi. Và còn tuyệt vời hơn nữa, nếu bạn sáng tạo hơn nữa, đưa ra nhiều giải pháp hơn nữa, thì nó sẽ tốt hơn trong kinh doanh của bạn. Tôi chỉ nói phương pháp của tôi làm, còn tôi biết chắc chắn bạn sẽ sáng tạo hơn tôi rất nhiều. Và chúc bạn sẽ sáng tạo hơn nữa trong cách kết nối với các nhân viên giao nhận trên toàn quốc để kiện toàn cái hệ thống kinh doanh của bạn, tối ưu hóa lợi nhuận cho bạn. Đó là điều tuyệt vời mà tôi mong muốn chia sẻ ở đây. Và tiếp theo chúng ta đi phần tiếp theo để khám phá xem phương pháp con chatbot viral này nó khủng hoảng như thế nào. Nào, tiếp theo.